Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay 17 tháng 5 năm 2021. Tối nay mình tiếp tục lên sóng cho anh em thêm một bộ lửa 84 FT Sa. Hàng tiễn đẹp like new. Like new là nó còn mới hơn 95% luôn nha anh em. Thì tình trạng này là bộ lửa hàng rã xe nội địa Nhật về, nguyên zin. Zin từ đầu tới đít, đẹp len keng xe ben. Thì giá cho bộ lửa 84 FT Sa cực đẹp như thế này mình bán cho anh em với mức giá là $1.8 triệu nha anh em. 1.8 triệu cho anh em mua bộ lửa này. Rồi ok, mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Rồi đầu tiên mình sẽ quay cho anh em là cái vô lăng. Cái này là hàng rã xe kho nội địa Nhật về nên là cực đẹp. Keng xi ben nha anh em. Keng xi ben như mới, chưa vệ sinh á mà nói vậy là nha anh em. ND xe băng. Bộ lửa cọp nha anh em. Đó, đây là cái vô lăng. Ồ, nó như mới nha anh em ơi. Như mới. Đồ zin tháo xe nha. Mà này nếu anh em mua lửa 84 mà lửa thớt này mua đồ lô cũng không có đâu nha anh em ha. Rồi, đây là bộ điện. Bộ này là hàng rã xe nội địa Nhật về, cực đẹp luôn, đẹp long lanh, không tì vết. Giá là bộ này mình bán 1.8 triệu nha. Anh em nào chốt alo em qua số điện thoại là 0933 996 332. Ở xa mua thì cứ chuyển khoản, mình nhận tiền gửi hàng ha. Giá thì mình bán là 1.8 triệu bộ này. Mọi thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng của mình là đều mang tên là Quỳnh Quốc Thắng. Anh em mua cẩn thận nha anh em. Có nhiều thành phần nó đang giả mạo cửa hàng của mình. Anh em hãy sáng suốt trong cái việc mà mua bán chuyển tiền qua tài khoản. Cứ anh em mà nhập vô số tài khoản mà cái đầu nhận không phải mang tên Quỳnh Quốc Thắng là hoàn toàn lừa đảo. Hoàn toàn lừa đảo nha anh em. Số điện thoại mình là mình chỉ sử dụng một số là 0933 996 332 và những số tài khoản đều mang tên là Quỳnh Quốc Thắng nha anh em. Đó. Từ Vietcom, Đông Á, Aribank, Sacombank đều mang tên Quỳnh Quốc Thắng nha. Đó. Hiện tại là trên mạng nó sẽ có một cái thằng nó đang giả mạo đích mình và nó sử dụng cái số tài khoản của Sacombank mang tên là thằng Khang gì đó, là anh em hãy cẩn thận nha. Mà những cái thành phần lừa đảo này mình chắc chắn là vào một ngày gần nhất nó sẽ bị công an tóm đầu về cái thành tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì chỉ cần trên 2 triệu là đã đi tù rồi. Thì nó hôm nay nó lừa gạt cũng được rất là nhiều người. Thì những người đó người ta đã làm đơn tố cáo thì chắc chắn là nó sẽ bị công an tóm đầu thôi nha anh em. Còn mình buôn bán là mình không có lừa đảo hay lừa gạt ai thì mình không có vấn đề gì phải sợ ha. Rồi, anh em nào chốt bộ lửa này alo em nha, 0933 996 332. Shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng.